lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Việt Nam vô địch. Nhìn Trang không được ai nào mặt này. Đừng quên xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay ba bố con mình và anh em mình ở nhà. Hôm nay là mùng 2 tháng 9 đấy các bạn. Ngày lễ độc lập. Dần gì ngày lễ độc lập của nước Việt Nam. Thì đợt này đang trong đợt giãn cách các bạn nên không đi đâu được. Hôm nay mình sẽ nhà mình sẽ tổ chức một cái trò chơi. Trò chơi có thưởng các bạn. Ở đây là giải thưởng 500. Đấy, giải thưởng có từng đời các bạn. Đấy. Nghìn luôn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Có 7 dòng tiền và 7 mệnh giá khác nhau các bạn nhé. Thì đây, tại đây, trước mặt mình cũng có 7 cái chai này. Thì mình sẽ cho tiền vào từng cái chai một. Đấy, mình sẽ cho tiền được một cái chai một. Và những người chơi là sẽ lấy dép này, chọn một trong hai loại dép này. Là sẽ... Đừng nói để cho bố nói. Sẽ đứng ném. Ném đủ cái chai nào thì sẽ được cái chai đó. Và sẽ được cái mệnh giá tiền ở trong cái chai đó các bạn nhé. Đủ chai nào sẽ lấy cái chai đó và sẽ được mệnh giá tiền ở cái chai nào. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ cho tiền vào trong chai. Và mình sẽ dùng cái băng dính đen này, mình sẽ quấn cái đồng tiền nó như thế này. Cho nó quấn hết. Thế là xong là mình sẽ cho vào đây. Thì không ai biết được cái chai nào là có mệnh giá tiền là bao nhiêu các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi cho tiền vào chai trước các bạn nhé. Biết được là trong cái chai nào tiền nào. 5.000. 10.000. Ủa chả mà dính thêm chi lý gì vậy đó. Ai biết. Rồi nha các bạn nha. Rồi đợi. Đấy. Rồi. Đấy, các bạn. Rồi. Đấy, để mình cho như thế này. Đấy, không ai biết được trong này là tiền mệnh giá đồng tiền là bao tiền. Mình cũng không biết các bạn. Công chặt. Đây là cái từ tiền to nhất, mệnh giá lớn nhất các bạn. Từ tiền cuối cùng mệnh giá lớn nhất 500.000. Là sẽ là người may mắn nhất để được cái phần thưởng nó là 500.000 này các bạn nhé. Ngày mai sẽ là người sẽ đục từ cái chai mệnh giá tiền 500. Chào chào. 5 ký. Chỉ chọn được một cái thôi chứ không ai được chọn tất. Chỉ lấy loại nào thì lấy một loại thôi. Lấy loại nào này? Không. Nếu tôi lấy tất rồi thì bạn này. Đấy, cùng chơi nha. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào luôn cuộc trò chơi nha. Và đây là ba người chơi nha các bạn nha. Ba người chơi sẽ chơi trò ném chai để nhận phần thưởng đây. Đây là 7 cái chai mình đã xếp ra đây này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Và
ba người chơi là sẽ đứng ở tận đầu này, ném đủ cái chai nào thì sẽ nhận về phần thưởng là cái chai đó. Thì đây, đầu từ đây tính như đây, đây Hạnh, Hạnh là cô sẽ đứng ở cái vạch này, đứng ở cái vạch này nhé, vạch này nhé, vạch này là vạch của Hạnh nhé. Đấy, đây vạch này là của Hạnh này, vạch này là của cái anh này. Đấy, Trang đứng chỗ này này. Đấy, nó sẽ phân chia theo cái cấp độ đó. Thế bây giờ ai sẽ là người ném trước? Không, không phải đứng thế, cứ nhớ là vạch của mình đứng ở đâu này, đứng ở đây là mình đứng ở đây này, đứng ở đây là đứng ở đây này, ném xong cái mình đi ra cho người khác ném, đừng ném vào đâu nhé. Thế cho Trang bé ném trước nhé, Hạnh ném sau, cô ném sau. Đấy, đứng khoan, từ từ ném đi. Rồi đến anh. Rất cần lực, phải ném thật mạnh. Đấy, còn một chút nữa là được cái chai này rồi. Trong đây là tiền ở trong những cái chai đen này các bạn nhé, nhưng mà không biết mệnh giá tiền là bao nhiêu. Bắt đầu đến lượt thứ hai, Trang ném mạnh lên. Trang ném không đúng địa chỉ luôn. Bây giờ bắt đầu Hạnh ném. Đã đổ một cái. Đã đổ một chai rồi. Đấy, của Hạnh để đâu tiền thì để. Đấy. Đấy, cầm đấy. Được rồi, con ném được đúng cái chai ở giữa luôn các bạn nhé. Thế còn 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, còn 6 chai nữa. Bắt đầu lại tiếp tục. Đấy, Trang ném đi. Ném lố. Trang thấy khó không Trang? Thấy khó không? Có thấy khó không? Quay cho đây vũ phòng huấn có khó không? Khó nhỉ? Được, khó đúng. Khó thì nó là cuộc chơi chứ. Chán chứ. Ném đi. Ôi trời ơi, đấy còn chưa quá nước kiểu sát. Anh này ném mạnh nhưng mà không chuẩn. Có khó không? Có nhé, có khó. Bố để thừa quá. Thừa quá. 50 con một chai, có khó. Lượt Hạnh, cô đã được một phần được. Quả chẳng được cái gì. Phỏng vấn nhé, có thấy khó không? Khó. Khó. Người đã được phần thưởng đầu tiên rồi. Nghe có thấy phấn khởi. Phấn khởi. Phấn khởi. Nào bắt đầu Trang. Ném không biết ném á. Phải ném lia. Phải ném lia. Đấy, ui da. Xin nữa thì được. Ui ơi, một tí nữa thì lại được. Đấy, bà ra chuyên trên, chuyên chân nhặt ghép hộ. Trang này không biết ném rồi. Rồi, giờ sẽ đến lượt con. Lại bắt đầu đến lượt anh. Này, ném một trang. Để mày ném một trang. Không đánh hộ. Chơi đi vào chơi. Không đánh hộ. Đấy, lại có thêm một người chơi nữa vào để thử sức các bạn. Thử sức mình đấy nhá. Vạch đấy, đứng về đấy. Của anh đứng vạch này. Của Trang bé quá, Trang cho lên từ một vòng đứng đấy. Đứng đấy, đứng đấy. Đấy, đứng đấy nhá. Bây giờ sẽ 4 người chơi. Đến quá. Mới được có một chai thôi. Rồi, cho con mới nào. Ờ, ok. Ai là con mới chứ? Được chưa? Thôi. Bà chuyên đi nhặt dép phụ. Mình thấy rất dễ mà ném khó nhỉ. gần được
lên, cố lên. Sao rất dễ thế mà sao người chơi lìa kém thế nhỉ? Lên cháu. À để con. Ném đi. Ôi giời. Đúng trượt, đấy gọi là trượt trong gang tấc đấy. Bố à. Hoa đã được một cái rồi. Một chai. Đưa đến người khác nha. Đây đây đây, để đâu để đây. Đây mỗi người để riêng này. Người chơi mới đã được luôn một phần thưởng. Đố biết. Không để biết được là bao tiền. Hạnh đã được một chai nữa rồi. Chai thứ hai. Chai thứ hai rồi này. Hạnh đã được hai chai rồi. Đấy, tiền đấy, tiền đấy, tiền đấy. Tại đổ ơi. Người chơi mới này ném vào nhanh ấy. Nhà gái lại hai chai. Cháu mới ném cẩn thận vào. Phải để ý vào mà ném. Cháu này toàn ném tường với gốc cây. Lại lên anh đây, đây đúng không? Đây, đây, dưới đấy, dưới đấy, tròn đó. Đứa bà người dân đâu dân đâu rồi. À thế thôi mình liêm một bát đổ hai chai nữa thắng cuộc. Đây 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 nhìn Trang không được chai nào mặt này nhìn... Người chơi mới đấy. Trang độ dễ cho Trang à. Cho Trang lên tận trên này. Nào khoan. Khoan. Đấy, Trắng ơi, Trắng ơi. Ô lại trúng cây rồi. Trang ném lại trúng gốc cây. Thế cho anh lên đây. Trên bật đi. Bật đi. Cho lên. À, bắt đầu. Anh cũng được một trái đầu tiên. Còn một chai duy nhất. Còn một chai duy nhất. Còn một chai duy nhất này các bạn. Không biết ai sẽ là người. Ô. Ô. Đây này các bạn ơi, chai này khả năng là cái chai mảnh giá to nhất này. Chắc 100% luôn. Chua. Chua đây. Mình Trang là chưa được chai nào. Có anh được 3 chai. Mẹ được 2 chai. Thì anh được 1 chai. Trang chưa được chai nào. Nốt đi. Ôi giời.
Qua ông ném gãy cười. Có Trang lên một vòng nữa đi. Rồi Trang lên đó. Lên thôi. Đó, ném. Đấy, cố lên, cố lên, cố lên. Lìa thế thì lại thua. Cố lên, cố lên. Gấp đi rồi, gấp đi rồi. Mình lên cháu đi. Chạy cuối đấy, cùng Hạnh đã được luôn. Hạnh đã được luôn. Đợi tặng Trang chạy cuối cùng. Vậy là cái số lượng chai của những người chơi đều đã có số lượng chai. Bây giờ sẽ tổng kết nha. Ai là nhiều nhất nhỉ? Anh nhiều nhất với 3 chai à? 3-2 chai à? Anh 1 chai và Trang 1 chai à? Chơi điểm hộ. Nào bây giờ sẽ bắt đầu tổng kết nha. Giờ tức anh. Bắt đầu đến lúc ai sẽ là người may mắn nhận được cái chai có với giá tiền 500k các bạn nhé. Bắt đầu từ mình. Mình Hoa. Ôi trời, kém quá. Tiếp bọc đi màu trắng. Trang hai lớp trang ngược trang chuối. 50k là 50k. $50,000 các bạn ạ, 50,000. Xe. Đúng quá, rắc. Mượn nhá. Ồ, nghe cái chai này nghe có khả thi đi các bạn. Không. Nghe. Không, cái chai đấy không phải cái chai đâu. Chai này cũng mấy giá tiền to đấy. Vì mấy bim. Cho soạn. Mày. Cô đi mè. Sốp sốp nữa rồi. Thôi anh mời đi con, anh mời luôn đi con. Mời đi. Thôi mời dần dần đi. 200k. 200k. Người chơi. Ồ đúng 200k rồi. Người chơi mới rất đỏ vào cái được 2 chai toàn tiền polymer này. Mới đi chặt. Anh ấy được 1000. Ê, thiệt dài. 5000. 1000. 200k nữa các bạn. Đấy, người mới. Chết rồi. Mới chặt. Không, 500k. Phải đây được 500k. Chào bác đi con, chào bác đi. Bác đi. Đó là cái anh đi. Bác cho đi, bác ra đi. Trang mở, bác mở đi con, mở luôn ra. Nhanh. Các chơi. Luôn ra để xem 10.000. 10.000. Hãy cho được nhiều nhất đi. Nhưng mà khả năng là mệnh giá tiền. Trang thì mình đi Trang này chót chai mà ném đúng. Đâu 20.000. Ít nhiều quá. Nào giờ tiết lên cái để chụp.
Nào, đây là thành viên thứ nhất, người chơi thứ nhất. Con hoa. Tổng số tiền 250k. Anh, Phương Anh, nào, phần thưởng một chai 5.000. Và Trang, Thu Trang, người chơi bé nhất, được một chai phần thưởng bao nhiêu tiền? Tắt. Được cô Anh tặng phần thưởng này, là cái chai này là của cô Anh tặng cho Trang chai, nhưng không biết mệnh giá bao nhiêu, là Trang đã được 500k. Thay người may mắn nhất. Trang có vui không? Trang có vui. Cả. Vui đúng, làm nhận phần thưởng lớn nhất. Và đây là cô Hạnh nhận được nhiều chai nhất mà. Rồi, được bao tiền? 3.000. Đấy, nhà vui chơi vui, 2/9 chả đi đâu chơi nhà. Chơi này rất là vui, gào khàn cả cổ. Cái này nhất tệt. Trang mua bim bim tệt nhá. Đúng. Sao? Anh này thì anh thấy không? Anh này suốt thì anh ấy. Anh này thì mua tạm 5 cái kẹo mút ăn cho nó phê nhá. Anh ít, lâu nhá. Anh ít tiền nhất đúng không? Anh ít tiền nhất đúng không? Nhỉ. Anh này nhớ mua 5 cái kẹo mút nhá. Ôi nhìn, ôi vui. Hôm sau lại chơi tiếp nhé. Anh chơi nữa. Lại có một trò chơi mới rất vui luôn. Có khả năng là mai lại chơi luôn. Mình mai bố lại tổ chức luôn. Hôm sau lại lấy quả bóng về ném. À. Còn mình cũng còn có trò chơi mới à. Lấy quả bóng thổi ở môi trò tiêm vào môi chọc. Ồ được, ok luôn. Đấy. Thôi mình cũng xin kết thúc cái video này đây đây. Các bạn xem video nữa. Đấy, video hay các bạn hãy follow, like và nhớ nhấn chuông bên cạnh nha các bạn nhé. Thôi xin chào tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn. Môi nhỉ. Thôi, đây là. Thì bố tốn kém tiền thôi, cứ cầm lấy. Thôi, dạ, cầm lấy. Người ta chơi gần triệu, mình chơi.